chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu dòng âm ly stereo xăng xui có model là AU Alpha 555 VS. Đây là hàng nội địa Nhật về, có thiết kế mặt gương rất là sang trọng, nhìn cấu hình rất là đẹp. Đây, những cái nút hay là những cái góc cạnh đều được xử lý rất là đẹp. Thì máy sẽ có công suất là 175W, điện áp 100V, đánh 4 con còng lớn và có khả năng đánh ở chế độ A, B và A cộng B. Thì dòng xăng xui thì rất nổi tiếng trong cái dòng stereo nghe nhạc hai kênh, có tiếng bass rất là khỏe, mềm mại và sâu lắng. Thì em đã mở sẵn cái cấu hình bên trong, rồi một cái biến thế và hai cái tụ lớn, bốn cái sọ thang nằm ở phía dưới cái bo mạch đây. Thì máy sẽ có kích thước là chiều ngang là 430mm và chiều cao là 160mm và chiều sâu là 390mm, nặng 11kg. Công suất tiêu thụ cho mỗi kênh là 90W, có khả năng đánh là chế độ A, B và A cộng B. Trở kháng từ 4 đến 16 ohm nha các bác. Ruột gan bên trong còn rất là sạch sẽ. Đây, sau đây em sẽ quay phía sau. Đánh rất là khỏe, tiếng rất là sáng nha các bác. Ruột gan còn rất là sạch sẽ. Đặc biệt dòng âm ly này sẽ có chế độ là low net nha, có khả năng tăng bass và tăng chép rất là nhiều. Ở đây em đang đánh ở cái cặp loa Victor Bass 30, tiếng rất là khỏe, rất là lực. Các bác sẽ chú ý là tiếng chép rất là sáng. Net thì chất âm tăng lên rất là rõ rệt. Một điểm quan trọng của dòng âm ly này, âm ly stereo, nó vẫn có khả năng điều khiển bằng remote, nhưng máy về không có remote, nhưng em đã làm được một cái remote học. Có khả năng điều khiển cái volume ngõ vào và điều khiển cái ngõ vào của âm ly. Đây, các bác thấy là khi bấm nút volume nó sẽ xoay. Đây là volume điều khiển bằng motor điện bên trong nha các bác. Ngoài ra nó vẫn có thể điều khiển được một số cái đầu vào. Đây mình chọn một số cái đầu vào, cũng rất là tiện dụng nha các bác. Thiết kế mặt gương rất là sang trọng,
tiếng rất là hay. Thì bác nào muốn sở hữu dòng ampli này xin vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0834563852. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bác.